Tấm tường cho tôi thì có độ phẳng tuyệt đối. Sau khi ghép tấm tường thì chúng ta chỉ cần bả mạch và chúng ta bả tường và sơn thôi chứ không cần phải chát nữa. Thì như thế thì là chúng ta sẽ được lợi về về cái không gian sử dụng so với cả công nghệ cũ. Công nghệ cũ thì chúng ta mất khoảng 2 phân đến 2,5 phân một mặt cho việc chát cũng như là nhân công và vật tư vật liệu xây vật liệu chát. Nhưng mà với công nghệ của chúng tôi thì chúng ta tiết kiệm hoàn toàn được việc đó. Xin chào các bạn, hôm nay chúng tôi sẽ đưa các bạn đến công trình GEC Phú Lãm. GEC Phú Lãm là một trong những công trình mà chúng tôi thi công với diện tích mặt sàn rất là rộng. Tổng diện tích mặt sàn của một sàn là 150 m² nhân với hai sàn. Công trình này ở vị trí rất là thoáng và mát. Đây là một trong những công trình mà chúng ta sẽ thấy được là cái cảnh quang cảnh rất là thiên nhiên của anh chủ nhà. Anh chủ nhà thì xây công trình này chủ yếu để nghỉ ngơi cuối tuần và cùng gia đình bạn bè là lên đây vào ngày cuối tuần để nghỉ ngơi thôi. Thì hôm nay tôi cùng anh Huy sẽ đi đưa các bạn đến tham quan công trình một vòng để chúng ta xem cái công nghệ của GEC của chúng tôi cũng như là xem những ngôi nhà xung quanh, xem họ xây có khác biệt gì so với chúng tôi không. Anh Huy, xin chào anh. Rồi, xin chào các bạn. Chào anh. Vâng, chào anh. Ngày hôm nay thì là tôi với anh Hưng là muốn đưa các bạn đến thăm công trình của chúng tôi. Mời các bạn. Xin mời các bạn. Thấy đây là mặt sàn tầng 1 của chúng tôi. Mặt sàn có diện tích là 150 m², như các bạn thấy là khoảng không gian rất là rộng. Đây là chúng tôi đã hoàn thành xong hệ khung bê tông nguyên khối. Bê tông nguyên khối là gì thì các bạn sẽ tìm hiểu trên mạng. Chúng tôi có rất nhiều những video chia sẻ về công nghệ bê tông nguyên khối. Tuy nhiên là tôi sẽ giải thích cho các bạn một chút. Nghĩa là chúng tôi sẽ đổ bê tông một lần hệ cột dầm sàn một lần, như thế thì nó sẽ thành có thể bê tông thống nhất và thành một khối, thì chúng tôi gọi là đó là bê tông nguyên khối. Nó dựa trên cái nguyên lý cái hệ khung GU beam của chúng tôi. Cái hệ khung GU beam cũng là một trong những công nghệ tiên tiến của xây dựng, sẽ giúp cho quá trình xây nhà trở nên nhanh hơn, kết cấu nhà trở nên cứng cáp hơn. Nên như các bạn thấy đây là không gian rất là rộng rãi và công trình chúng ta rất là sạch sẽ, thi công nhanh. Chúng tôi thi công vừa tiến độ gần 10 ngày, chủ nhà rất hài lòng và đã có lời khen thưởng chúng tôi. Như hiện tại đây là chúng ta đã xong hệ khung rồi, thì chúng ta chỉ cần ghép tường nữa là xong.
Tấm tường cho tôi thì có độ phẳng tuyệt đối. Sau khi ghép tấm tường thì chúng ta chỉ cần bả mạch và chúng ta bả tường và sơn thôi chứ không cần phải chát nữa. Thì như thế thì là chúng ta sẽ được lợi về về cái không gian sử dụng so với cả công nghệ cũ. Công nghệ cũ thì chúng ta mất khoảng 2 phân đến 2,5 phân một mặt cho việc chát, cũng như là nhân công và vật liệu xây, vật liệu chát. Nhưng mà với công nghệ của chúng tôi thì chúng ta tiết kiệm hoàn toàn được việc đó. Thứ hai là cái như các bạn thấy đây, quay lại gần đây một chút thì chúng ta thấy là cái hệ khung của chúng tôi, thay vì việc là chúng ta sử dụng cốt pha sắt lắp ra lắp vào, thứ nhất là mất công và thứ hai là mất tiền, thì chúng ta được một hệ cốt pha của chúng tôi thì nó gắn liền luôn tại công trình. Sau khi chúng tôi đổ xong thì chúng ta sẽ chát bên ngoài, chát phẳng bên ngoài. Đây chúng ta có lưới thép để chát bên ngoài. Như vậy thì cái hệ cốt pha của chúng tôi sẽ được giữ lại tại công trình, chúng ta không mất tiền để thuê cốt pha nữa, mà cái hệ khung của chúng tôi sản xuất tại công trình và sẽ giữ tại nhà máy của chúng tôi sẽ giữ lại nguyên tại công trình của quý các bạn. Đây chúng ta thấy là rất cứng cáp, chắc chắn, rất chắc chắn. Đấy, đây là một trong những công nghệ của chúng tôi. Nhờ vào nó mà chúng tôi có thể thi công được công trình nhanh hơn. Những ngày cận Tết này rồi thì bạn sẽ nhận được, các bạn sẽ nhận nhà sẽ rất là sớm. Đây. Rất là chắc chắn. Gần như là bê tông cốt thép bọc thép. Bên ngoài lớp thép bọc, bên trong là bê tông cốt thép. Nhiều các bạn nghĩ là hay lầm tưởng cái hệ khung của chúng tôi là hệ khung lắp ghép của thép bình thường, nhưng không phải. Đây là hệ, chúng tôi là hệ bê tông cốt thép bọc thép. Bên trong vẫn có bê tông và lõi thép, bên ngoài bọc thêm một lớp thép nữa và bọc thêm một lớp lưới thép, sau đó chúng ta lại chát ngoài nữa. Rất nhiều công đoạn bọc vào nhau. Thì anh Huy có thể chia sẻ một chút về công nghệ của GEC không? Vâng, xin chào các bạn. Với cái công nghệ là thép bọc bê tông cốt thép của chúng tôi ấy, thì là nó có một cái lịch sử phát triển lâu đời từ khi mà bê tông cốt thép ra đời. Đó, từ khi bê tông cốt thép ra đời thì do cái nhu cầu phát triển của các công nghệ, cái tải trọng cần vượt nhịp lớn và có khả năng chống cháy, chịu lực tốt, thì cái kết cấu thép liên hợp nó ra đời ngay sau đó. Và để đáp ứng được thì cái công nghệ này là của chúng tôi ấy, là được áp dụng đa số cho các cái công trình lớn. Và GEC với một giải pháp công nghệ độc đáo đã đưa cái hệ này về được sử dụng trong các cái nhà dân dụng nhỏ. Đấy, chúng tôi sản xuất các cái cốt thép bọc và cốt thép bên trong tại nhà máy, đến sản xuất từ nhà máy đến đây là các công nhân chỉ việc lắp ráp theo các cái vị trí cấu kiện đã được đặt sẵn trên bản vẽ. Và các bạn có thể thấy ở đây chúng tôi là có các cái tem nhãn của cái cấu kiện đây. Theo như tôi được hiểu thì mỗi vị trí cột đã được định vị sẵn trên bản vẽ. Đúng rồi. Và chúng ta sản xuất là vị trí nào ở vị trí đó, và khi đưa đến công trình là chúng ta sẽ hàn tại công trình luôn. Đúng rồi. Vâng, như vậy thì rất là chính xác. Tôi thấy rất là chính xác. Nhờ cái sự chính xác và nó chuyên nghiệp như thế này thì chúng tôi mới trở thành một nhà thầu chuyên nghiệp và uy tín, được khách hàng rất là tin tưởng khi sử dụng sản phẩm của chúng tôi. Bởi vì chúng tôi sản xuất trên dây chuyền hiện đại, trên các cái máy móc hiện đại để ra được những cái sản phẩm mà các bạn thấy đây. Thép bọc sáng loáng này bằng mạ kẽm này, rất là đẹp. Ở một công trình với diện tích mặt sàn 150m² như này thì bên GEC các anh sẽ thi công trong thời gian là bao lâu? Thời gian thi công thì cũng tôi cũng thấy là nó cũng hơi sốc một tí với cái điều kiện như thế này. Vì là chúng tôi là cũng không cần quá nhiều công nhân, nhưng mà chúng tôi chỉ 5 ngày là chúng tôi đổ xong bê tông rồi. Đấy, các bạn cũng thấy. Quá nhanh. Như này gần như là chúng ta đã hoàn thiện được 80% rồi. Việc còn lại chỉ là ghép tấm tường cũng như là phần của hoàn thiện thôi. Còn phần khung gần như là chúng ta đã xong hoàn toàn rồi. Ở công trường tôi thấy là rất sạch sẽ. Ngoài
ngoài cái phẳng. Cái hệ khung khung thép khung thép bọc bê tông cốt thép này ra thì chúng tôi là còn có cái hệ sàn bê tông siêu nhẹ gấu bim GCF đây. Đấy. Khi mà nắp lên thế này nó rất thẳng và các bạn có thể là đóng trần thạch cao hay là bả cho một lớp rồi mình lại sơn chát chát xong là sát chát như bình thường rồi. Bả xong rồi mình sơn là thật xong, mình không cần phải bả nữa. Chúng ta có thể lên tầng 2 để xem bề mặt đổ bê tông sau khi hóa thiện. Tôi nghĩ là với những người ở một khu như này mà anh chủ nhà anh ấy lựa chọn cái công nghệ chúng tôi, chứng tỏ là mọi người cũng đã tiếp nhận cái công nghệ của chúng tôi. Không chỉ là thành phố, không chỉ là phố lớn, không chỉ là ở Hà Nội, chúng ta sẽ đi ra những tỉnh, GSC chúng tôi sẽ đi ra những tỉnh nhỏ hơn và những cái vùng ngoại thành để phổ cập cái công nghệ GSC cho tất cả mọi người được sử dụng. Thực ra là tôi thấy là cái chi phí nó vừa hợp lý so với túi tiền của người dân, mà đổi lại chúng ta được rất nhiều thứ. Thứ nhất là tốc độ thi công nhanh hơn này. Thứ hai nữa là hệ khung nguyên khối, bê tông nguyên khối của chúng tôi này. Và được sở hữu toàn bộ ekip làm việc của chúng tôi, từ anh giám đốc và anh phó giám đốc cũng như là đội ngũ kỹ thuật đều xuất thân từ đại học xây dựng ra. Thì chúng tôi chuyên về kết cấu cũng như là xây dựng. Với một chi phí vừa phải và chúng ta được thừa hưởng rất nhiều những cái lợi ích như thế thì không lý do gì mà chúng ta lại không sử dụng cái công nghệ GSC cả. Chúng ta thấy xung quanh, xin mời chúng ta nhìn xung quanh một vòng. Ở chỗ này vẫn còn rất hoang sơ, rất còn nhiều cây cối. Tuy nhiên là anh chủ nhà thì anh đã tin tưởng chúng tôi, không nhất thiết cứ phải là ở thành phố lớn thì họ mới sử dụng công nghệ GSC. Các bạn thấy là ở ngoại ô cũng sử dụng bình thường. GSC của anh Huy hơn. Như các bạn đang thấy đây là mặt sàn của tầng 1, nóc tầng 1. Sau khi đổ bê tông xong chúng ta thấy là cái bề mặt rất là mịn và phẳng. Đây là chúng tôi là có xoa một chút nhẹ thôi chứ cũng chưa xoa kỹ. Đấy là các bạn thấy là bề mặt rất cứng cáp và rất phẳng. Với bề mặt này thì chúng ta sẽ làm một cái lớp mái tôn này, ốp lát sàn lên, lấy mái bằng luôn, mái bằng, dạ. Mái bằng lên để chúng ta có thể là vui chơi với cả trồng cây cối. Đấy, cái này xung quanh mình sẽ phải làm hàng rào hoặc là làm xây cái bao quanh, cái tường bao quanh này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tập 1 của chúng tôi. Tập 1 là về hệ khung gấu bim cũng như là kết cấu bê tông nguyên khối. Mời các bạn đón xem tập 2 với quá trình ghép tấm, dựng tấm và hoàn thiện tấm. Rất hy vọng sẽ được các bạn ủng hộ chúng tôi, theo dõi kênh của chúng tôi và chia sẻ đến nhiều người dân có thể tiếp cận đến công nghệ GSC của chúng tôi. Rất cảm ơn các bạn vì công nghệ này quá tuyệt vời. Rất cảm ơn. Xin chào, hẹn gặp lại.